Một trong những hiểu lầm kéo dài nhất về loài linh cẩu đốm là chúng hoàn toàn chỉ là những kẻ ăn xác thối, đặc biệt là việc nghĩ rằng chúng đánh cắp hầu hết thức ăn từ sư tử. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng linh cẩu đốm đã tự mình giết từ 66 đến 90% những gì chúng ăn. Và thực tế là khi đi săn, chúng là những thợ săn cực kỳ giỏi và thành công. Linh cẩu đốm to lớn đến mức nào? Con trưởng thành có chiều dài cơ thể 0,95 đến 1,66 m và chiều cao vai 0,7 đến 0,9 m. Linh cẩu đốm đực trưởng thành ở Serengeti nặng 41 đến 55 kg, trong khi con cái nặng 45 đến 64 kg. Tuy nhiên, linh cẩu đốm ở Zambia có xu hướng to lớn hơn, với con đực nặng trung bình tới 67 kg và con cái là 69 kg. Những con cá biệt rất lớn nặng 82 kg và 90 kg đã được ghi nhận. Như vậy có thể thấy là loài linh cẩu đốm có kích thước tương đương với loài báo hoa mai cũng sống tại châu Phi.